Lễ Chuyện xin chào quý tín giả thân mến Bây giờ thì Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Bà chủ cực phẩm của tôi Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Sư Tử Đen và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tiếng anh chàng đẹp trai làm khoai tây ngon nhất ở quảng trường âm nhạc Nhìn thấy tin tức này, lâm húc dương hơi ngạc nhiên sau đó bấm vào xem liền nhìn thấy tấm ảnh chụp của mình lúc đầu mới tới dựng quầy hàng anh chàng khoai tây đẹp trai ở quảng trường âm nhạc mà mấy người này đang tìm kiếm không phải là mình đấy chứ sau đó anh nhìn vào dòng chữ đại ý là thời gian trước đó có một quầy hàng tên là khoai tây tình nghĩa ở quảng trường âm nhạc có vị rất ngon suốt ăn đầy đặn thật khó để tìm thấy món khoai tây trộn với hương vị tương tự trong thành phố chỉ là không biết anh chàng đẹp trai bán khoai tây này đã đi đâu rồi hình như quầy hàng cũng đã chuyển đi là một tín đồ ăn uống thật tiếc khi không được ăn món khoai tây với hương vị tuyệt vời này đành gửi vòng kết nối bạn bè của mình để mong rằng anh chủ đẹp trai này có thể bán khoai trở lại bảo đảm sẽ hết sức ủng hộ sau đó nhiều người đã phản hồi nói rằng hương vị của món khoai tây này thực sự tuyệt vời sau đó có người có thể coi là người biết nội tình nói rằng anh ta biết anh chàng bán khoai tây đã đi đâu nói là anh ta không kiếm được tiền và đã chuyển nghề rồi lại có người nói ông chủ đẹp trai dây vào dân xã hội đen bị đánh chết rồi anh ta đã tận mắt chứng kiến hôm đó hai người đánh nhau đến vỡ đầu đổ máu cách nói này nhận được sự ủng hộ theo sự phát triển của dư luận cứ như thể lâm húc dương đã thực sự bị giết chết vậy sau đó lại có người nói muốn gửi vòng hoa để tưởng nhớ ông chủ của khoai tây này lâm múc giường giờ khóc giờ cười thậm chí có người còn đưa ra ảnh chụp màn hình vòng hoa nói rằng đồ đạc đã chuẩn bị xong hẹn khi nào cùng đến quảng trường âm nhạc để tỏ lòng tưởng nhớ nhìn đến đây lâm múc giường vội vàng đáp lại tin nhắn trong vòng bạn bè này thẳng thắn nói rằng anh là ông chủ của khoai tây tình nghĩa rằng anh chưa chết nhưng đã gặp phải một chút tai nạn nếu không một nhóm tín đồ ăn uống sẽ đến quảng trường âm nhạc để bày tỏ lòng tưởng nhớ mình. Một người còn đang sống giờ sờ thì sẽ rất buồn cười. Không ngờ Lâm Húc Dương vừa mới phản hồi thông tin liền có rất nhiều người đáp lại. Ngoài những lời quan tâm thì họ hỏi anh lúc nào có thể khai trương buôn bán trở lại. Lâm Húc Dương cảm thấy rất ấm áp khi nhìn thấy những tin này. Anh ngẩng đầu nhìn Phương Thanh Di đang bận rộn trong bếp. Người phụ nữ này nghĩ rằng vết thương của anh vẫn chưa lành Cô tự mình xuống bếp chuẩn bị món ăn. Lâm hút Dương đã hứa với Phương Thanh Di si sẽ đến công ty của cô làm bảo vệ, đương nhiên sẽ không bán khoai nữa. Hơn nữa, quầy hàng cũng đã cho thuê rồi. Nghĩ rằng trong phòng vẫn còn một bao lớn nguyên liệu khoai tây, Lâm hút Dương nghĩ một chút rồi trả lời dứt khoát. Vì lý do cá nhân không thể kinh doanh được nữa, nhưng để đáp lại tình cảm của đa số bạn bè, chiều mai tại quảng trường âm nhạc, tôi sẽ làm khoai tây cho mọi người ăn, miễn phí. Ngay khi Lâm Húc Dương gửi tin đi, chẳng bao lâu anh đã nhận được rất nhiều phản hồi của mọi người. Tất cả đều nói rằng, ngày mai dù bận thế nào, cũng nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Đã quyết định, ngày mai sẽ mang khoai tây trộn đi tặng cho mọi người. Lâm Húc Dương bắt đầu kiểm tra số nguyên liệu còn lại. Còn có khoảng 40 kg khoai tây, đồ đi kèm vẫn đủ, chỉ cần chế biến trước một chút là ngày mai có thể dùng được rồi. Phương Thành Di nhìn thấy Lâm Húc Dương bỏ khoai vào trong bếp, nghi ngờ hỏi. Cậu làm gì đấy? Tôi dự định chiều mai sẽ đến quảng trường âm nhạc tổ chức sự kiện. Vì vậy tôi phải chuẩn bị trước. Lấm Mốc Dương trả lời. Làm sự kiện? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn bán khoai tây ư? Quầy hàng của cậu đã cho thuê rồi. Phương thanh Di nói với vẻ không vui. Không phải. Cô xem xem dòng thời gian. Lấm Mốc Dương lấy điện thoại ra đưa cho Phương thanh Di. Phương Thành Di nhìn lấm Mốc Dương thật kỹ và hỏi. Ý cậu là Chờ mai cậu đi phát khoai tây miễn phí cho người ta ừ tôi nghĩ vậy đó nếu không mình cũng không thể ăn hết nhiều khoai tây như vậy thay vì để ở nhà để mốc lên thì thả đem đi tặng cho những người đã từng ủng hộ việc kinh doanh của tôi trước đây còn hơn lấm húc dương gật đầu được rồi hay là tôi đi cùng cậu tôi lo nếu cậu đến quảng trường âm nhạc đặng hạo sẽ lại tìm cậu gây phiền phức phương thành gì suy nghĩ một lúc và đề xuất không cần đâu một mình tôi làm là được cô còn có việc phải làm. Hơn nữa, tôi chỉ đi chờ mai thôi. Nếu như Đặng Hạo gây có dễ cho tôi, tôi đi thẳng là xong. Ngoài ra, tôi nghĩ là đã có ông chủ cung chào hỏi rồi. Chắc là họ sẽ không đến tìm tôi gây phiền phức vì cùng một chuyện nữa đâu. Lúc ở trong bệnh viện, nói chuyện với tên đầu trọc tên đó cũng có ý là nếu như tôi vẫn tiếp tục làm quay hàng thì hắn cũng không quan tâm nữa. Lâm Húc Dương lắc đầu. Có chắc không? Đặng Hạo là tên khôn kiếp, không cần tên đầu trọc nó không chừng hắn có thể tìm được người khác. Phương Thành Di có chút lo lắng. Yên tâm đi, chắc chắn lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có phải tôi đi buôn bán đâu, chỉ là tôi hưởng ứng lời kêu gọi của người hâm mộ thôi, có khi đặng Hạo tìm người gây có dễ cho tôi, các fan của tôi còn có thể giúp đỡ ấy chứ. Ha ha ha. Lâm Húc Dương nói xong liền bật cười. Lại còn fan nữa cơ, bộ dạng như cậu á, cũng chỉ có thể làm qua tay dụ rỗ mấy tín đồ ăn uống được thôi. Tôi nhớ, cung ấu hy cũng thường xuyên ăn khoai tây của cậu Không phải, cậu cũng dùng cách như thế này Để móc nối với cô ấy đấy chứ Phương Thành Di tò mò hỏi Thế này oan cho tôi quá Lúc tôi quen cô ấy, tôi còn chưa bán khoai tây cơ Thay vào đó, chính cô ấy Đã giúp tôi quảng bá rộng rãi Và khiến việc kinh doanh khoai tây của tôi tốt hơn nhiều Lâm Múc Dương giải thích À, phải rồi Mấy ngày này, cậu có liên lạc với cung ấu hy không? Phương Thành Di hỏi Không, tôi vẫn chưa liên lạc có lẽ cô ấy bị bố cô ấy ngăn cấm. Có điều như thế cũng tốt. Lâu ngày không lê lạc. Có khi tự nhiên sẽ quên dần. Tôi đỡ phải đi giải thích. Kẻo lại làm cho mọi người đều khó xử. Lâm Húc Dương lắc đầu. Ừ, ngày mai cậu định mang xe ba gác đi để bày hàng à? Phương Thành Di hỏi sau khi nhìn vào một túi khoai tây lớn. Ừ, nếu không thì làm sao? Lâm Húc Dương có chút bối rối. Sức khỏe của cậu vừa mới tốt lên. Làm việc tay chân có thích hợp không? nhờ này, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một chút. Ngày mai tôi lái xe giúp cậu chuyển qua Tây đến quảng trường âm nhạc. Như vậy, cậu sẽ đỡ bị mệt. Phương Thành Di nói một cách nghiêm túc. Vậy thì phiền cô rồi. Lâm múc Dương gật đầu, mặc dù anh không biết sự sắp xếp của Phương Thành Di có ý nghĩa gì. Đến trưa ngày hôm sau, Lâm Húc Dương dành một chút thời gian để chuẩn bị hết những thứ cần chuẩn bị. Phương Thành Di cũng gọi điện thoại bảo Lâm múc Dương xuống lầu. Phương Thành Di không biết làm mấy việc tay chân, cô giúp đặt một số bát đũa dùng một lần vào trong xe, chở Lâm Húc Dương đến quảng trường âm nhạc. Còn chưa đến 2 giờ, hôm nay lượng người lưu thông ở quảng trường đông hơn thường ngày. Ai biết tình hình đều hiểu, mọi người đến đây đều là việc khoai tây tình nghĩa. Buổi chiều, Phương thanh Di vẫn còn có việc. Sau khi đưa Lâm Húc Dương đến đây, cô dặn dò đôi câu rồi rời đi. Ngày khi Lâm Húc Dương lấy đồ ra khỏi xe, những người trước mặt đã nhận ra anh và vội vàng vây quanh. Anh dài, mấy ngày này anh đi đâu thế? em không được ăn khoai tây của anh nữa một người đẹp hỏi anh dài sao trên đầu anh còn băng bó thế kia ai đã đánh anh chúng em trả thù cho anh thấy có người gọi mình là anh dài những người khác cũng gọi theo anh dài thật sự có bọn xã hội đen tìm anh gây rắc rối sao em có một người bạn là cảnh sát có thể giúp anh giải quyết anh dài em cũng có bạn là đạo sĩ nói không chừng có thể giúp được anh trong đám đông là tín đồ ăn uống vây quanh Người nào người nấy cũng đều quan tâm hỏi han. "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Giờ xin mọi người nhường đường cho tôi một chút, tôi chuyển đồ sang bên kia để dễ làm khoai tây cho mọi người." Lâm Húc Dương mỉm cười chào hỏi mọi người, những tiến đồ ăn uống xung quanh đã nhìn thấy mấy thùng khoai tây chế biến sẵn và các nguyên liệu khác, liền lần lượt giúp Lâm Húc Dương chuyển đến quầy hàng. Chợ. Liền lần lượt giúp Lâm Húc Dương chuyển đến trước quầy hàng lúc trước. Quầy hàng trước đây của Lâm Húc Dương đã trở thành nơi kinh doanh đồ xiên chiên. Ông chủ là một người đàn ông có vẻ đã ngoài 30 tuổi. Nhìn thấy Lâm Húc Dương đi tới, anh ta chủ động đưa một điều thuốc. Người anh em, để tôi giúp cậu. Cảm ơn. Lâm Húc Dương mỉm cười, nhận lấy điều thuốc nhưng không vội vàng hút. Lúc còn ở trên xe, Thanh Di đã giải thích với anh để tránh quản lý đô thị gây phiền phức cứ sử dụng chiếc xe quầy hàng trước đây để hoạt động trước đã. Lâm Húc Dương cũng lo, Ông chủ hiện tại sẽ không đồng ý, nhưng Phương Thành Di đã giải thích với anh rằng, anh tổ chức hoạt động ở chỗ người ta, đồng nghĩa với việc mang thêm nguồn khách đến cho người ta, chắc chắn người ta sẽ đồng ý. Và lúc này, xem ra chủ quán đồ xiên chiên cũng rất nhiệt tình, ngay từ lúc sớm của buổi trưa đã có rất nhiều người ở quảng trường âm nhạc, thỉnh thoảng lại đến gian hàng của anh ta hỏi thăm tình hình quán khoai tây tình nghĩa trước đây, đồ xiên của mình cũng nhờ đó bán được rất nhiều. Chủ quán thịt xiên chiên cũng rất tò mò về ông chủ bán khoai tây. Lúc gặp mới biết chỉ là một chàng trai trẻ. Đồng thời trong lòng anh ta cũng vô cùng ngưỡng mộ người thanh niên này. Không làm kinh doanh nữa mà đem hết nguyên liệu còn dư tặng miễn phí cho người ta. Có thể coi là chỉ kiếm được chút tiền tăm chứ không được bất cứ lợi lộc nào khác. Khi trở lại quảng trường âm nhạc, Lâm Húc Dương cũng rút điếu thuốc ra chào hỏi hàng xóm cũ. Chủ quán bánh bao chiên cầm lấy điếu thuốc rồi hỏi với vẻ ánh náy. Người anh em, sức khỏe không sao chứ cậu cũng đừng trách tôi tôi làm ăn buổi bán nhỏ cũng không dễ dàng gì thật sự không dám rơi vào đám người đó không sao đâu ông anh anh đừng suy nghĩ nhiều ngược lại chính tôi là người làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh điều này khiến tôi hay anh náy anh yên tâm sau này sẽ không có chuyện phi phức như vậy nữa lấm múc Dương nói với vẻ không để tâm đến chuyện đó sau khi hút hết một điếu lấm hút giường quay trở lại gian hàng của mình và hồ lớn Bây giờ, bắt đầu tặng khoai tây. Mọi người xếp hàng theo thứ tự. Cũng đừng chỉ ăn khoai tây của tôi. Thì xiên chiên ở đây rất ngon. Bánh bao chiên cũng rất ngon. Có thời gian mọi người đến ủng hộ nhé. Lâm Húc Dương cũng không quên quảng bá giúp các quầy hàng xung quanh. Những người ở phía sau đều biết điều đi đến các quầy hàng gần đó để mua thứ gì đó. Trong chốc lát, các quầy hàng ở quảng trường âm nhạc sôi động hẳn lên. Nhưng người chán nản nhất vẫn là ông chủ quán khoai tây ở hàng đầu tiên lâm hút dương tặng khoai tây miễn phí như thế này nhà ông ta không bán được hàng hoặc cũng có người mua một bát và đem ra so sánh họ đều lắc đầu thất vọng cái gọi là không so sánh thì sẽ không bị tổn thương là đây vợ chồng chủ quán kia tức đến mức không nói lên lời chỉ biết canh chừng quầy hàng trông vắng ông ta không chịu nổi lại lén lút gọi điện cho tên đầu chọc báo tin chỉ là không ngờ câu trả lời mà ông ta nhận được lại là kêu ông ta đừng có quản chuyện này nữa điều này khiến họ buồn bã không biết sau này phải làm sao. Khi Lâm Húc Dương bắt đầu làm khoai tây, mọi người xung quanh cũng bắt đầu tự giác xếp hàng. Thấy trong gian hàng của Lâm Húc Dương có thịt xiên chiên, nên họ cũng nghĩ đến việc mua ủng hộ một ít, dù sao khoai tây cũng không phải mất tiền. Ông chủ thịt xiên chiên cười hì hà giúp đỡ, bản thân anh ta cũng bán được rất nhiều đồ. Chỗ ngồi phía sau quầy hàng, về cơ bản đều chật cứng người, toàn là người vừa ăn khoai tây vừa ăn thịt xiên chiên hoặc bánh bao chiên. Đương nhiên, Việc buôn bán của nhà bán trà sữa ở đây cũng sôi động hẳn lên. Ông chủ bán bánh bao truyền thấy bên Lâm Húc Dương quá bận rộn nên cũng tranh thủ lúc rảnh giúp đỡ anh. Một lúc sau, khoai tây của Lâm Húc Dương đã phát gần hết. Nhìn mọi người vẫn đang xếp hàng chờ đợi. Lâm Húc Dương chỉ có thể hét lên xin lỗi. Các bạn phía sau, tôi thật sự xin lỗi. Khoai gần hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn muốn ăn thì chỉ có thể mua thịt xiên trên thôi nhé anh tặng cho mấy người phía trước ít đi một chút, ít nhất cũng để cho chúng tôi nếm thử vị ra sao chứ. Ai đó hét lên từ phía sau. Hay là tôi giúp cậu mua ít khoai tây, cậu làm nhiều thêm một chút. Ông chủ thì xin chiên gợi ý. Thôi, chế biến rất tốn thời gian, như này là tốt rồi. Chiếm dụng quầy hàng của anh lâu như vậy, anh chia cho mọi người số khoai còn lại là được. Tôi cũng phải nghỉ một lúc. Lớn Mốc Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy cảm ơn cậu nhiều, hút điếu thuốc nhé. Ông chủ thiệt xiên chiên nhanh chóng rút điếu thuốc ra. Anh ta biết đây cũng coi như là Lâm Húc Dương giúp hỗ trợ việc kinh doanh của mình. Anh ta phát khoai cũng có thể nhân tiện quảng cáo bán hàng thịt xiên chiên của chính mình. Thực tế, chiều này anh bán được nhiều thịt xiên chiên hơn cả tuần trước. Rất nhiều trong số đã hết sạch hàng. Anh Húc Dương Lâm Húc Dương vừa muốn nghỉ ngơi hút điếu thuốc thì nghe thấy tiếng hét quen thuộc. Anh ngước lên, một gương mặt xinh đẹp đang háo hức nhìn mình. Lâm Húc Dương đặt điếu thuốc xuống, cười đi tới ha sao cô lại đến đây tôi còn tưởng rằng cô vẫn bị bố mình cấm túc cơ tại sao anh không nói cho tôi biết là anh ra viện rồi tại sao tôi gọi điện anh lại không nghe máy cùng ấu hy đỏ mắt hỏi hôm nay cùng ấu hy thoát được vụ cấm túc mới có cơ hội ra ngoài cô liền chạy ngay đến bệnh viện thăm lâm húc dương nào ngờ người ta nói rằng anh đã ra viện rồi cô đã lấy lại được điện thoại gọi mãi nhưng không có ai bắt máy may mắn thay khi đang theo dõi bạn bè Cô đã phát hiện ra chút tin tức này mới biết là Lâm Húc Dương đang ở quảng trường âm nhạc liền vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Lâm Húc Dương Cung Ấu Hy đột nhiên cảm thấy tủi thân và muốn khóc. Hả? Cô gọi cho tôi à? Lâm Húc Dương vội vàng lấy điện thoại di động ra. Vừa rồi bận quá có cuộc gọi cũng không nghe thấy. Giờ lấy ra mới thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Xin lỗi vừa rồi tôi bận quá nên không nghe thấy. Ây ấy, sao cô lại khóc? Khoan khoan, Lấm Húc Dương ngẩng đầu lên xin lỗi. Anh thấy hai hàng nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt của cung Âu Hy. Lâm Húc Dương bất lực, không biết làm sao để an ủi cô gái này. Vội vàng quay lại quầy hàng, mời cô một bát khoai tây. Màu nếm thử đi, đây là bữa tôi chia tay không bán khoai nữa. Ây ơi, sao cô vẫn còn khóc? Sao vậy? Lâm Húc Dương đưa khoai tây cho cung Âu Hy. Nhưng nước mắt của cung Âu Hy như nước vỡ bờ. Cô cầm mắt khoai tây lau nước mắt và nói. Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, đã nhiều ngày không gặp tôi tưởng anh đã bỏ trốn rồi tại sao tôi lại bỏ trốn ấy được rồi chúng ta kiếm chỗ nói chuyện đi cô cứ khóc lóc như thể người ta lại tưởng tôi không cho cô ăn khoai bắt nạt cô nếu cô còn khóc nữa là không được đâu nhé cho dù muốn khóc thì chúng ta cũng phải tìm nơi nào không có người rồi hãy khóc được không người ta nhìn thấy thì xấu hổ biết chừng nào lớp mục dương vội vàng dỗ dành đáng ghét anh mới xấu hổ ấy gương mặt xinh đẹp của cùng âu hy biểu cảm thút thít Cô mở khoai tây ra cắn một miếng Lấm Mốc Dương thấy thế liền mừng rơn Không khỏi bật cười thành tiếng Sao anh lại cười con người ta Cùng ống hì đo mặt hỏi ha <laughs> ha không có gì Tôi thấy cô vừa nhìn vừa ăn đồ ăn Đoán chắc là mấy người ham ăn Cũng kiểu như cô vậy Cho dù khóc có cái gì ngon cũng phải ăn trước đã Lấm Mốc Dương cười giải thích Cỏ lâu ấy Chỉ là tôi nghĩ rằng khoai tây này của anh Có vị rất ngon Đã bao nhiêu ngày không được ăn rồi nên cũng muốn nếm thử bên kia có quán cà phê chúng ta vào trong đó ngồi đi cung ấu hy đề nghị ừ quán cà phê có vẻ đắt đấy được rồi đi thôi chúng ta vào trong nói chuyện lâm húc dương do dự một chút rồi đi theo cung ấu hy vào trong quán cà phê anh đã làm hết số khoai mang đến giao hết toàn bộ số nguyên liệu còn lại cho chủ quán thịt xiên chiên việc kinh doanh khoai tây đến đây coi như chính thức đóng cửa lâm húc dương và cung ấu hy đi vào một quán cà phê hai người chọn một ghế dài ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống lúc người phục vụ cầm menu tới lấm húc dương vừa thấy một ly cà phê tốn mấy chục tệ thì có hơi đau lòng chỉ gọi cho mình một ly trà sữa giá rẻ nhất ngược lại cùng ấu hy lại gọi một ly nam sơn hai người ngồi trên ghế dài chờ phục vụ bưng đồ lên suốt một lúc lâu không ai mở miệng nói trước cả giống như lúc trước lấm húc dương đi cùng cung ấu hy ra ngoài để giải sầu vậy từ đầu đến giờ hai người đều đang lựa lời cẩn thận Trà sữa và cà phê được đưa lên cùng một lúc. Lâm hốc Dương nếm thử, cảm thấy cũng không tệ lắm. Ít nhất, vị cũng ngon hơn trà sữa của xe bán hàng nhiều. Chẳng trách, trà sữa ở đây lại mắc gấp 3 lần giá bên ngoài. Cùng ấu Hy không vội uống cà phê, cô bỏ mấy viên đường vào rồi chậm rãi khuấy lên. Ánh mắt của cô giống như bị vòng xoáy trong ly cà phê hấp dẫn. Hình như cảm thấy như thế này thì quá buồn chán. Lâm hốc Dương cầm điếu thuốc của ông chủ bán xiên que, đặt lên miệng châm lửa chậm rãi phun ra một luồng khói trắng. Hút thuốc không tốt. Mùi khói thuốc sạc sụa khiến cùng ấu y hơi khó chịu. Tay đang cầm chiếc muỗng nhỏ quấy cũng ngừng lại. Đàn ông mà, dù sao cũng phải biết hút thuốc và uống rượu. Lâm Húc Dương cười nói, lúc anh ở cạnh cùng ấu hy thì tùy tiện hơn lúc ở cạnh Phương Thanh Di rất nhiều. Nói bệnh, bố tôi không hút thuốc lá. Cùng ấu hy lập tức phản bác. À, hình như là vậy. Lâm Húc Dương sững sờ một chút, hình như nhớ ra lúc trước gặp cung thừa đức ở bệnh viện trên người anh không mang thuốc lá theo nên cũng không mời thuốc người đàn ông kia có hút thuốc hay không đúng là anh không biết bố tôi đã đến bệnh viện tìm anh sao cung ấu hy sốt ruột hỏi ừ đã tới lấm hút dương gật đầu anh có hơi do dự lúc đầu vốn đã chuẩn bị sẵn để trò chuyện đàng hoàng với cung ấu hy bây giờ lại không biết phải mở miệng như thế nào nữa xin lỗi chắc bố tôi có nói một số lời quá đáng anh đừng bận tâm cùng âu hi lộ ra nụ cười ái náy cũng không hẳn ông ấy là bố của cô đương nhiên phải suy nghĩ cho cô rồi ông ấy cũng chỉ hy vọng sau này cô sẽ sống thật tốt không phải sao lâm húc dương xua tay tỏ vẻ không bận tâm vậy còn anh anh có hy vọng sau này tôi sẽ sống tốt sống thật vui vẻ không cùng âu hi ngẩng đầu chăm chú nhìn lâm húc dương tôi đương nhiên tôi cũng hy vọng rồi lâm húc dương cười không được tự nhiên Loáng thoáng, nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói này của cô gái. Anh biết không, từ nhỏ tôi đã sống một cuộc sống giàu có, không lo ăn mặc, một số món đồ chơi vô cùng đắt đỏ, bố mẹ tôi cũng có thể mua cho tôi dễ dàng. Chuyện này khiến cho nhiều người xung quanh đều rất ngưỡng mộ tôi. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, tôi có thể tùy ý lấy đồ chơi mà họ thích ra, bọn họ đều rất thích chơi với tôi. Tôi vốn tưởng rằng cuộc sống chính là như thế. Nhưng mà dần dần lớn lên, không còn nhiều người bởi vì tôi có đồ chơi mà chơi với tôi nữa. Các bạn ấy sẽ tìm tôi mượn tiền hoặc là những thứ khác, tôi cũng không để ý, cũng không chủ động đòi nợ bọn họ, bởi vì từ trước đến giờ tôi cũng không thiếu tiền. Hình như bởi vì tôi hào phóng nên tôi có rất nhiều bạn bè. Nhưng mà sau khi tôi lớn lên, tôi dần dần hiểu ra, có lẽ đó không phải gọi là bạn bè. Mãi đến một ngày tôi bắt đầu học được cách từ chối, tôi không còn dễ dàng cho bọn họ vay tiền nữa. Kể từ đó, người bên cạnh tôi ít đi rất nhiều. Thậm chí, tôi còn có thể cảm giác được một số người rất cam tổ tôi bởi vì tôi có cuộc sống tốt hơn họ. Thậm chí, có một số bạn trai sau khi biết được tôi có tiền thì xôn xoay bên cạnh tôi. Khi đó, cuộc sống của tôi đã không còn đơn thuần như vậy nữa. Cùng Âu Hy như đang kể về quá khứ của cô. Đó là điều đương nhiên. Bây giờ, có rất nhiều người ghét những người giàu có. Bản thân không biết nỗ lực nhưng lại cứ muốn đi ghét những người giàu có. Mà những người bạn lúc trước của cô nhiều nhất cũng chỉ tính là bạn nhậu, giống hệt như những người lúc trước tôi từng quen. Hơn nữa, chuyện tôi gặp phải có khi còn trực tiếp hơn cô nhiều. Lâm Húc Dương cười nói. Tôi biết mà, đừng thấy tôi tùy tiện như vậy. Thật ra, giác quan thứ sáu của tôi rất chuẩn, cho nên tôi vẫn chưa từng yêu đương. Tôi biết, những người biết được thân phận của tôi cũng chỉ vì tiền của nhà tôi mà đến, chứ không phải vì thích tôi. Cùng ấu hi gật đầu, Đúng vậy, cô đúng là phải đề phòng cẩn thận những người này, nếu không đến lúc đó lại mất cả người lẫn của. Lâm húc Dương nghiêm túc cảnh báo. Đúng vậy, nhưng mà bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một người, hình như cũng không phải vì tài sản của nhà tôi mà tiếp cận tôi. Lúc này làm cho tôi có chút động lòng. Tôi rất muốn tìm hiểu về người đó, tiếp xúc với người đó nhiều hơn. Cùng ẩu hì nó đến đây, thì nhìn thẳng vào Lâm Húc Dương, mặt có hơi đỏ lên. Ha <laughs> ha, người đó là ai vậy? đúng là may mắn thật đó. Lớp Dương cười ngại ngùng, tuy anh hiểu lời cung ấu hi nói, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không hiểu. Bây giờ tôi đang để dành tiền, chỉ cần sau này tôi không tiêu xài bừa bãi, cũng đã đủ cho tôi tiêu xài cả đời rồi. Tôi đang nghĩ, nếu như người tôi thích cũng thích tôi, cho dù người nhà có phản đối, tôi cũng tình nguyện ở bên anh ấy. Cùng lắm, thì cùng phấn đấu, cùng nỗ lực, chỉ cần anh ấy tốt với tôi là được. Mà thở ra, tôi cũng thực sự cảm nhận được sự bảo vệ và quan tâm của anh ấy dành cho tôi. Cái cảm giác giống như có thể làm người ta yên tâm dựa vào. Cùng ấu hi nhìn Lâm Húc Dương rồi tiếp tục nói. Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng tôi cảm thấy cô vẫn nên quan tâm hơn đến ý kiến của bố mẹ mình. Khó nhất là tấm lòng của bố mẹ mà. Cho dù cha mẹ cô có ý kiến gì thì đó cũng chỉ là vì muốn tốt cho con gái của mình mà thôi. Đúng không? Cô có điều kiện tốt, có một đống người tài giỏi để cô lựa chọn cô hoàn toàn có thể chọn được một người cô thích mà bố mẹ cô cũng hài lòng sau này sống hòa thuận cả đời với bố mẹ mới phải nếu không cô khiến bố mẹ cô giận hôn nhân của cô không được bố mẹ chúc phúc thì đó thực là một sự tiếc nuối cô cũng không muốn sau này cô sinh con ra rồi sẽ không được ông bà ngoại yêu thương chứ lầu mốc dương vắt hết óc tìm lời uyển chuyển khuyên cùng ầu hy tôi biết có thể đẹp cả đôi đường là tốt nhất nhưng tôi cảm thấy người tôi thích chỉ thiếu một cơ hội tôi có thể nhìn thấy sự cố gắng phấn đấu của anh ấy. Anh ấy chỉ có điểm xuất phát thấp hơn người ta một chút. Có lẽ chỉ cần cho anh ấy một cơ hội để anh ấy phát triển, anh ấy sẽ giống như chim ưng xài cánh bay lượn trên bầu trời vậy. Lúc cùng ấu Hì nói lời này, nét mặt vô cùng hân hoan nhìn Lâm Húc Dương. Sao cô dám khẳng định anh ta là một con chim ưng mà không phải là một con thiêu thân đang rơi xuống nước? Cố gắng đập cánh cũng chỉ vì không muốn bị chết đuối mà thôi. Lâm Húc Dương thở dài không đâu gia quản thứ sáu của tôi rất chuẩn tôi cảm thấy tôi sẽ không nhìn lầm người cung ấu hy lắc đầu lỡ như cô đã sai thì sao chẳng lẽ cô muốn dùng cuộc sống gia đình hòa thuận và hạnh phúc cả đời của cô ra để đặt cược ư tiểu hy cô là phượng hoàng cho dù muốn đậu cũng nên đậu trên cây ngô đồng mới đúng chứ không phải tùy ý đậu lên một khúc gỗ mục lâm húc dương lắc đầu tiếp tục nói với cung ấu hy đầy ẩn ý anh húc dương sao anh cứ luôn coi thường chính mình vậy chứ anh không phải gỗ mục cũng không phải tiêu thân anh chính là một người đàn ông đường đường chính chính có trách nhiệm Cùng ấu hy bỗng vô cùng nghiêm túc nói Hơ... sao lại nói đến tôi rồi tôi chỉ so sánh thôi không muốn cô tìm lầm người lâm húc dương lúng túng cười trong tiềm thức anh không muốn thừa nhận chuyện này nghe lâm húc dương nói cung ấu hy im lặng một lúc rồi trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông trước mặt vô cùng trịnh trọng nói anh húc dương người em thích là anh Đột nhiên được cung ấu hi tỏ tình Lâm Húc Dương khá sừng sốt Tay chân có hơi luống cuống gãi gãi tóc Một người đàn ông 27-28 tuổi như anh Lại được một cô gái trẻ Mới 20 tuổi nhìn chằm chằm Làm Lâm Húc Dương có cảm giác trột dạ Không biết sao trong lòng lại có cảm giác ái náy Ha ha Tiểu Hy đừng nói dỡ nữa Chúng ta là người của hai thế giới Không thích hợp đâu Lâm Húc Dương cười một cách cưng ngắc Em không nói dỡn Anh Húc Dương em rất nghiêm túc Em thích anh Lần đầu tiên gặp anh Thấy anh vô cùng mệt mỏi ngủ trên xe buýt Em cảm thấy công việc của anh chắc là rất vất vả Thấy có người nịnh trộm đồ của anh Em càn lại còn gặp phiền phức Không ngờ cuối cùng anh lại bảo vệ em Khi đó em chỉ có chút tò mò về anh thôi Dù sao không ngờ Anh lại không cần bất cứ sự đền đáp nào cả Thậm chí ngay cầu số điện thoại của em cũng không cần Em còn tưởng rằng mình không xinh đẹp Nên anh coi thường Lần thứ hai Chúng ta tình cờ gặp nhau Anh ở cạnh em làm em bớt buồn tâm trạng của em tốt hơn nhiều khi đó em cảm thấy chúng ta gặp được nhau là duyên phận một thành phố lớn thế này mà hai người xa lạ lại có thể gặp nhau đến hai lần là một xác suất rất nhỏ không ngờ anh vẫn tính làm người xa lạ với em khi đó em càng tò mò về anh hơn em thầm nghĩ nếu chúng ta còn gặp nhau lần thứ ba nhất định sẽ làm quen với anh cho bằng được không ngờ chúng ta thật sự gặp lại nhau lần thứ ba đây là xác suất nhỏ đến cỡ nào chứ không ngờ anh lại bán khoai tây ở ngay dưới công ty em Lúc em nhìn thấy anh, thật sự rất ngạc nhiên, một thành phố lớn như thế, một quảng trường rộng như thế, anh lại ở ngay dưới tầng của công ty em, gặp nhau ba lần làm em tin vào duyên phận, nhìn thấy anh cố gắng như thế, em vừa tò mò vừa có cảm tình với anh hơn, thật ra khi đó vẫn chưa nói là thích được, nói thật là lúc đó bố mẹ em đã sắp xếp cho em đi xem mắt rồi, em cực kỳ không vui, cũng rất phiền muộn, em muốn tự tìm hạnh phúc cho mình chứ không muốn cả đời bị cưỡng ép hoặc là liên quan đến hôn nhân vì lợi ích, em nghĩ anh cũng biết việc này, cũng chính cái đêm anh đi ra ngoài đi dạo cùng em, lại khơi thông cho em một lần nữa. Chúng ta gặp phải Liêu manh, anh liều cả mạng sống để bảo vệ em. Lúc em nhìn thấy bóng dáng anh cầm bình rượu chắn trước mặt em, lần đầu tiên em có cảm giác người đàn ông đứng phía trước có thể bảo vệ em, có thể cho em cảm giác an tâm. Khi đó, tuy em không muốn thừa nhận, nhưng mà em biết em đã bắt đầu thích anh rồi. Sau đó anh lại gặp chuyện lúc nhìn thấy anh bị bắt, em cảm giác như bầu trời này đều tối sầm xuống. Em rất lo lắng, rất sợ hãi. Em thật sự rất sợ anh vì chuyện này mà bị thương. Anh bảo em tìm phương tiểu thư, em không do dự chút nào. Nhưng khi nhìn thấy chị ấy rồi, trong lòng em bỗng cảm thấy rất ghen tị. Bởi vì em biết hai người đang ở cùng nhau. Em biết hai người có khả năng có chút quan hệ không thể giải thích được. Nhưng lúc đó, em hoàn toàn không thể suy nghĩ nhiều chuyện như thế. Em chỉ muốn cứu anh ra, không thể để bọn họ làm anh bị thương sau đó anh giải thích với em về chuyện của phương tiểu thư em thật sự rất vui em cảm thấy có lẽ trong lòng anh có em nên mới giải thích cho em anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới ở cùng với phương tiểu thư nói thật lúc anh giải thích với em em thật sự rất vui còn vui hơn lúc anh cứu em từ tay bọn người xấu ra nữa chỉ là trong lòng em vẫn rất ghen tị ghen tị chị phương có thể ở cùng với anh có trời mới biết một nam một nữ ở cùng với nhau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã nói với em, quan hệ của hai rất đơn giản, rất đơn thuần, em quyết định tin anh. Sau nữa, khi nhìn thấy anh bị người ta đánh vỡ đầu chảy máu, em thậm chí còn muốn liều mạng với bọn họ. Em ra sức chạy xuống dưới, nhìn thấy anh ngã trong vũng máu, em cảm thấy bầu trời lại tối sầm một lần nữa. Em thật sự rất lo anh sẽ xảy ra chuyện. Cảm ơn trời đất, anh không xảy ra chuyện gì. Khi đó em phát hiện ra, bản thân thật sự đã yêu anh rồi. Em biết bố mẹ em rất quan tâm em, bọn họ rất để tâm đến điều kiện của nửa kia của em, nhưng em không quan tâm, em chỉ để ý rằng người đó có yêu em hay không, có đồng ý cố gắng vì em, có đồng ý bảo vệ em hay không để em yên tâm dựa vào. Cùng Âu Hi nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Húc Dương, nghiêm túc nói, Lâm Húc Dương cảm thấy chấn động khi nghe hết những lời mà cô gái này nói, không hiểu sao trái tim của anh giống như bị người ta túm chặt lấy, từ trước đến giờ Lâm Húc Dương chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người phụ nữ yêu anh đến như thế, sẽ quan tâm anh, để ý đến anh như thế. Tôi có tài đức gì, có thể khiến cô thích tôi như thế chứ? Tâm trạng Lâm Húc Dương phức tạp hỏi, vốn định nói lời từ chối, nhưng mà không thể nào nói lên lời. Không vì gì cả, chỉ vì lòng tin lúc anh lừa mạng bảo vệ em. Cùng ở Huy lộ ra một nụ cười gượng, cô cười rất xinh đẹp, cũng rất cố chấp. Cô, cô chờ một chút, để tôi sắp xếp lại từ ngữ đã bây giờ trong đầu lâm húc dương rất loạn vốn nghĩ cho dù cung âu hy có tình cảm với anh cũng sẽ không quá sâu đậm nhưng không ngờ lời nói thâm tình lúc nãy của cô như cũng đã thể hiện ra người con gái này đã luốn sâu vào đó rồi nếu lâm húc dương từ chối cô đây sẽ là một tổn thương vô cùng tàn nhẫn đối với cung âu hy nhưng nếu không từ chối bọn họ lại là người của hai thế giới khác nhau sao có thể yêu nhau được bố mẹ cung âu hy sẽ cản trở mà tự lâm Húc dương cũng hiểu rõ thật ra anh cũng không có tình cảm yêu thích gì với cung ấu hy cả người mà trong lòng anh thích muốn theo đuổi lúc này chính là phương thanh di cung ấu hy bưng ly cà phê lên uống hình như nói hết tất cả những lời trong lòng ra khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều mắt cung ấu hy đầy mong đợi nhìn lâm Múc dương chờ câu trả lời của người đàn ông này cô xem thật ra lúc đầu tôi cũng không biết thân phận của cô đương nhiên cũng sẽ không nghĩ quá nhiều bây giờ tôi biết được cô là con gái nhà giàu có khó tránh khỏi sẽ có chút ý nghĩ này nọ đúng không tôi không cao thượng như cô nói đâu tôi cũng rất thích tiền cũng rất muốn có tiền sau khi tôi biết được cô là con gái nhà giàu có rồi thật sự vẫn luôn nghĩ nếu như tôi cưới được cô không phải là cưới được núi vàng núi bảo sao tôi có thể bớt cố gắng mấy chục năm đúng không thậm chí người ta cố gắng cả đời cũng không được như tôi cưới cô nữa nhưng bố mẹ cô lại không nghĩ như thế có lẽ bọn họ sẽ vì tôi mà giận lây sang cô, đúng không? Lâm Húc Dương cũng không biết mình đang nói gì nữa. Thật ra ý của anh chỉ muốn cho Cung Ấu Hy hiểu được ngụ ý của mình mà thôi. Thật ra ý của anh chỉ muốn cho Cung Ấu Hy hiểu được ngụ ý của mình mà thôi. Có thể cho cô gái này một bậc thang để xuống, để cô hiểu rõ anh cũng không có yếu tố như những gì cô nghĩ trong lòng, từ đó sẽ từ bỏ anh. Đúng vậy, anh rất cần tiền, nhưng anh cũng đã từ bỏ 5 triệu của bố em cho anh mà. Anh cười em không chắc sẽ có 5 triệu. Nhưng anh từ chối em thì chắc chắn sẽ có được 5 triệu thật sự trong tay. Nhưng anh vẫn cứ từ chối. Em nghĩ chắc anh cũng biết chúng ta bên nhau sẽ giúp anh đỡ phần đấu rất nhiều năm. Nhưng em vẫn nhìn ra được thật ra anh vẫn rất muốn phấn đấu em thật sự rất vui nhưng em thật sự không để tâm anh có lòng có thể làm cho bố mẹ em hài lòng là được em cảm thấy hai người thật lòng yêu nhau mới là chuyện quan trọng nhất Cùng ấu hy như vẫn chưa hiểu ý của Lâm Húc Dương. Trong mắt cô thì Lâm Húc Dương vẫn còn đang suy nghĩ cho cô. Không phải, Tiểu Hy, cô không hiểu ý của tôi. Tôi rất cảm ơn cô đã yêu thích tôi. Lúc trước tôi bảo vệ cô là bởi vì tôi cảm thấy chúng ta là bạn bè, phải có một phần trách nhiệm. Tôi sẽ không đứng nhìn bạn của tôi, cũng không thể nhìn người từng giúp tôi bị thương được. Tôi... Lâm Húc Dương biết mình nên nói ra câu nói quan trọng này nhưng mấy lời đơn giản này lại không thể nào nói ra miệng được anh biết nếu như mình nói ra sẽ làm cung ấu hi bị tổn thương anh húc dương vậy anh có thích em không lúc này cung ấu hy đã vươn tay ra cầm lấy tay của lâm húc dương dùng đôi mắt to trong trèo cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt ánh mắt lâm húc dương rối loạn nhìn trái nhìn phải anh hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt trong vắt của cung ấu hy trong lòng anh hiểu rất rõ Bản thân nên từ chối Cung Âu Hy, nhưng đối mặt với một người phụ nữ thật lòng với anh như thế, Lâm Húc Dương do dự, anh đột nhiên có chút không nỡ, giống như thâm tâm cũng không muốn phụ lại tình cảm chân thành này vậy. Cũng như vậy, trong lòng Lâm Húc Dương cũng hiểu, bản thân mình và Cung Âu Hy không thích hợp, hơn nữa, bây giờ trong lòng anh đã có thêm một vị trí cho một người phụ nữ khác rồi. Theo bản năng, Lâm Húc Dương bắt đầu so sánh Cung Âu Hy và Phương Thanh di Vẻ ngoài của hai người đều xinh đẹp không chê vào đâu được, cung Âu Hy trong sáng đơn thuần, Phương Thanh Di lại trầm ổn hiền thục, nhưng gia cảnh của cung Âu Hy lại tốt hơn Phương Thanh Di quá nhiều. Hơn nữa, cung Âu Hy là sự quan tâm và tôn trọng đối với Lâm Húc Dương, còn Phương Thanh Di lại thường xuyên đả kích chế giễu Lâm Húc Dương, giống như chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì đều biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng Lâm Húc Dương lại không nỡ bỏ Phương Thanh Di, ở cùng Phương Thanh Di lâu như vậy, anh có thể cảm nhận được một mặt mềm yếu ở dưới vẻ ngoài kiên cường kia. Cũng có thể cảm nhận được người phụ nữ khẩu xà tâm phận, quan tâm anh. Lâm Húc Dương cũng rất rõ, anh đã sống cùng Phương Thanh Di lâu như thế. Chính mình cũng đã sớm có cảm tình với người phụ nữ mạnh mẽ này rồi. Tuy cùng ấu hy không tệ, nhưng tình cảm của anh đối với cô gái này vẫn chỉ dừng lại ở tình cảm anh trai yêu quý em gái mà thôi. Vốn Lâm Húc Dương cho rằng đây là một bài toán lựa chọn vô cùng đơn giản nhưng đột nhiên bị cung ấu hy tỏ tình đồng nàn như thế người đàn ông này bắt đầu cảm thấy hơi dối lâm húc dương không phải là thánh nhân cũng không có nhiều giới luật nghiêm cấm hay những điều khoản nghiêm khắc kiềm chế bản thân nói đơn giản ra thì lâm húc dương cũng chỉ là một con người bình thường muốn có cuộc sống thoải mái mà thôi có cuộc sống giàu có có người đẹp làm bạn lúc tuổi già có được con cháu đầy đàn là đủ rồi hình như chỉ cần là một người đàn ông đều sẽ cảm thấy mờ mịt trước lựa chọn như thế này nhỉ lựa chọn người mình tương đối thích là Phương Thanh Di thì sẽ phải đối mặt với sự làm khó của Đặng Hạo tương lai bọn họ không biết trước được lựa chọn cùng Âu Hy có thể cô gái này sẽ ủng hộ mình nhưng gia đình của cô gái này là một chướng ngại vật khó vượt qua cho dù mình mặt dày đi ở rẻ ở nhà họ cùng cũng sẽ bị người ta xem thường hình như cho dù có chọn người nào thì đối với Lâm Húc Dương mà nói đều phải đi qua một con đường vô cùng khó khăn đột nhiên Lâm Húc Dương cười giễu cợt Rõ thật là, cái này giống như mình vừa mới mua một tờ vé số. Liền mơ xem, sau khi chúng giải thưởng rồi, phải tiêu xài cái gì vậy? Mặc kệ là Phương Thanh Di hay là Cung Âu Hy, đối với Lâm Húc Dương mà nói, chỉ là một lối rẽ lựa chọn, chứ không phải một tương lai đã quyết định sẵn. Không lẽ bản thân anh muốn đi bám váy thật, sau đó nhờ vào sự trợ giúp của phụ nữ mà nhanh chóng phát triển ư? Đây là thứ một người đàn ông phải cân nhắc sao? Đây là ý chí một người đàn ông nên có sao? Cùng ấu hỷ còn nhỏ, mới chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Chưa vào xã hội bao lâu, Lâm Mốc Dương không dám khẳng định suốt cuộc tình cảm của cô gái này đối với anh có phải là rung động nhất thời hay không. Dù sao, vài lần quan tâm mà anh cho cô ấy vừa khéo vào những lúc cùng ấu hỷ cần mà thôi. Nhưng Phương Thành Di thì khác. Phương Thành Di đã gần 30 rồi, suy nghĩ hoặc thái độ ứng xử của bản thân cũng đã tương đối trưởng thành rồi. Quan trọng nhất, Lâm Mốc Dương cảm thấy một người phụ nữ ngoài cứng trong mềm như Phương Thanh Di, cũng sẽ là một người phụ nữ có thể giúp đỡ anh rất nhiều. Lâm Húc Dương cảm thấy tình cảm của anh đối với Phương Thanh Di si, trừ việc cảm kích ra nhiều hơn là một trách nhiệm mơ hồ có lẽ có liên quan đến vài lần mập mờ không rõ giữa bọn họ. Ôi, mình cũng không thể ăn hiếp một cô bé được. Hơn nữa, nếu như anh cố gắng nỗ lực vẫn có thể kéo ngắn khoảng cách với Phương Thanh Di si. nhưng đối mặt với đế quốc thương nghiệp như nhà họ cung Lâm Húc Dương cảm thấy cả đời anh có thể luôn bị đẻ dưới chân Giống như nhân vật trong phim truyền hình vậy đó. Mặc kệ cố gắng đến đâu, trước sau đều sẽ bị bố mẹ vợ xem thường. Lúc nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu lên. Thử hỏi cuộc sống như thế, liệu sau này có hạnh phúc không? Đây là điều anh muốn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương rút tay mình về, lộ ra vẻ mặt ái náy. Cùng Âu Hy vừa thấy Lâm Húc Dương rút tay về, mặt cô dần dần tái nhợt. Tiểu Hy, cô nghe tôi nói, tôi đã 28 tuổi rồi, cô chỉ mới hơn 20 tuổi thôi tuổi tác chúng ta tranh lệch quá lớn cô thích tôi chẳng qua là vì tôi xuất hiện đúng lúc cô cần khiến cô có một loại ảo giác thật ra chỉ cần cô bình tĩnh lại cô sẽ phát hiện ra tôi hoàn toàn không phải là người cô muốn chúng ta không có tiếng nói chung không có sở thích chung thậm chí còn chưa từng trải qua cuộc sống của nhau chúng ta hoàn toàn là người của hai thế giới bây giờ cô đang trong cơn nóng vội nên muốn đi cùng tôi sau này khi cô tỉnh táo lại hết bốc đồng rồi cô sẽ phát hiện chúng ta không thích hợp. Khi đó, mặc kệ là đối với tôi hay đối với cô thì đều là một sự tổn thương. Huống chi bố mẹ cô căn bản không đồng ý cho chúng ta yêu đương. Lấy chữ hiếu làm đầu, cô là một cô gái tốt bụng. Tuy cô không nói, nhưng tôi nhìn ra được, cô cũng rất hy vọng có thể hiếu thảo với bố mẹ cô. Yêu đương cùng tôi chỉ khiến bố mẹ cô khổ sở so mà thôi. Lâm Húc Dương chân thành khuyên bảo. Không, không phải như thế. Em nghĩ rất rõ ràng. Em thật sự thích anh không phải là đầu óc bốc đồng nhất thời. Cho dù là trải qua bao lâu, em cũng sẽ không hối hận. Còn bố mẹ của em, em nghĩ chúng ta cố gắng cùng nhau, chắc chắn sẽ khiến cho bố mẹ chấp nhận anh. Cùng ấu hí lắc đầu, mắt đã đỏ lên. Không, cô còn quá trẻ, rất nhiều chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Tranh lệch giữa chúng ta quá lớn, cho dù tôi cố gắng đến thế nào, thì bố mẹ của cô cũng sẽ không chấp nhận tôi. Tiểu Hy, thật ra tôi vẫn luôn xem cô như em gái mình vậy, từ lúc bắt đầu đã như thế, cho nên tôi sẽ bảo vệ cô như anh trai bảo vệ em gái. Thật ra tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ càng thích hợp với chúng ta hơn. Lâm Húc Dương khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. Nhưng em không muốn loại quan hệ này. Anh Húc Dương, suốt cuộc anh đang sợ cái gì chứ? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, bất luận có chuyện gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Nếu như anh cảm thấy ở nhà em không được tự nhiên, vậy chúng ta sẽ đến nhà anh sống. Chúng ta có thể rời xa bố mẹ em. Chúng ta có thể phấn đấu tạo sự nghiệp cho riêng mình. Anh không cần lo lắng. Em sẽ không hiếu thảo với bố mẹ. Em đã cãi nhau với bọn họ từ lâu rồi. Cho nên em mới dọn ra ngoài ở riêng. Sau này em cũng sẽ giải thích rõ ràng cho bố mẹ em. Họ cũng không phải người cổ hủ. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, họ sẽ chấp nhận anh mà. Cùng ấu hy vẫn không buông tay. Chỉ là nước mắt đã rơi xuống. Tiểu hy, cô đừng như vậy. Thật ra lúc bố của cô đến tìm tôi, nói về chuyện này, tôi đã biết hai chúng ta không thích hợp rồi cô đừng khóc được không mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều tôi vốn cho rằng có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm có lẽ tình cảm cô dành cho tôi cũng không sâu đậm như vậy thời gian có thể làm dịu đi những rung động đó nhưng hình như tôi đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi tôi không dám liên lạc với cô là vì sợ làm cô tổn thương tôi không dám đối mặt với cô không dám nói chuyện này với cô tiểu hy cô quá tốt bụng tốt đến mức khiến tôi cảm thấy chỉ cần làm cô tổn thương cũng là một tội lỗi Lâm Húc Dương buồn khổ nói Vậy thì anh đừng làm tổn thương em Mấy lời anh nói cũng chỉ là lấy cớ thôi Giống như em từng từ chối những người trước kia vậy Đều chỉ là lấy cớ gạt người Anh Húc Dương Có phải anh căn bản là không thích tôi không Có phải anh rất ghét tôi không Cùng ấu Hy khóc lóc nhìn Lâm Húc Dương Nghe cùng ấu Hy nói Lâm Húc Dương cắn răng Ánh mắt mang theo nỗi giò dự đau đớn Sau đó hiện lên vẻ kiên quyết Tiểu Y, nói những lời lúc nãy là vì tôi muốn từ chối khéo cô. Tôi không muốn khiến cô quá khổ sở. Có thể cho cô một lối thoát. Nhưng nếu cô đã hỏi, vậy thì tôi nói thật cho cô vậy. Tuổi của tôi đã không nhỏ. Thật ra đã sớm nên kết hôn rồi. Mà bây giờ trong lòng tôi cũng có một người phụ nữ. Tôi thích cô ấy, muốn ở cùng với cô ấy. Cô có hiểu không? Lâm Húc Dương cho rằng sau khi mình nói ra những lời giải thích này chắc cô gái này sẽ mắng mình là tiền khốn nạn rồi sẽ khóc lóc chạy đi. Nhưng mà không ngờ, cùng ấu hy hoàn toàn không có ý đứng dậy. Ngược lại, khóc càng lớn hơn. Cô vừa lau nước mắt vừa nói. Anh nói dối, rõ là anh không thích em. Anh lấy cớ còn vụng về hơn lần trước nữa. Rốt cuộc, em có điểm nào khiến anh không hài lòng chứ? Lâm Húc Dương sừng sốt, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn cùng ấu hy nói. Tôi nói thật, trong lòng tôi thật sự có người phụ nữ khác. Thấy Lâm Húc Dương nghiêm túc đến thế, cùng ấu hy khóc nức nở, Đức nhìn người đàn ông trước mặt cuối cùng vẫn đức nở nói anh gạt em anh nói anh có người trong lòng vậy anh nói cho em biết người đó là ai lần trước khi chúng ta trò chuyện anh còn nói với em anh từng bị tổn thương tình cảm anh bị bạn gái cũ phản bội không muốn yêu nữa bây giờ lại thích người khác rồi anh gạt em anh hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với những người phụ nữ khác mới đúng nghe cùng ấu y nói như thế trong lòng lâm quốc dương không biết làm sao anh hoàn toàn không ngờ cô gái này lại nhớ rõ lời nói mà anh thuận miệng nói lúc trò chuyện khi trước có điều như thế có cảm giác như càng khó giải quyết hơn rồi lâm húc dương nhìn cô gái đang không ngừng khóc trước mặt anh không hiểu sao lại có chút đau lòng nói thật anh không muốn cung ấu y khóc nhưng mà chuyện đã ở trước mặt nếu như không nói rõ sau này sẽ càng phiền phức hơn thôi nghĩ đến đây cho mắt lâm húc dương hiện lên vẻ do dự sau đó đành nói là phương thanh di người tôi thích là phương thanh di Nghe Lâm Húc Dương nói, cùng Âu Hy bỗng ngừng khóc. Cô không thể tin được, nhìn người đàn ông trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Sao có thể là Phương Tiểu Tư chứ? Không phải anh đã nói, chị ấy chỉ là chủ nợ của anh thôi sao? Hai người không thể nào. Hả? Lúc trước tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng mà cuộc sống có một số chuyện sẽ không phát triển như đúng những gì mình muốn. Đặc biệt là tình cảm. Hoặc cũng có thể là do ở cùng với Phương Thanh Di lâu rồi. Tôi phát hiện ra mình dần dần thích cô ấy. Lâm Húc Dương lạnh nhạt giải thích. Nhưng mà, nhưng mà Phương Tiểu Thư đã kết hôn rồi mà, chị ấy có chồng mà, hai người làm sao có thể? Cùng ấu hi không tin nổi đáp. Tôi cũng đã kể chuyện Phương Thanh Di cho cô nghe rồi, tôi nghĩ cô cũng biết, chẳng qua cô ấy kết hôn trên danh nghĩa mà thôi, ly hôn là chuyện sớm muộn, như vậy tôi sẽ có cơ hội ở cùng với cô ấy. Lâm Mốc Dương không thể không tiếp tục giải thích. Anh, anh nói thật sao? Mặt cùng ấu hi tái nhợt. Đúng vậy, thật trăm phần trăm. Lâm Húc Dương nghiêm túc gật đầu. Vì sao? Dù sao, Phương Tiểu Thư cũng đã kết hôn rồi. Vì sao anh thà chọn chị ấy cũng không muốn chọn em chứ? Nước mắt của Cung Âu Hy lại rơi xuống lần nữa. Em kém cô ấy ở chỗ nào chứ? Vì sao anh lại lựa chọn như thế? Nghe Cung Âu Hy nói, Lâm Húc Dương cũng không biết nên an ủi thế nào nữa. Lúc trước em cảm thấy, có lẽ hai người ở cùng một chỗ sẽ không tốt. Em bảo anh dọn đến ở cùng em, anh lại không muốn. Nếu sớm biết như thế, em đã trực tiếp tìm cho anh một căn nhà để anh sống một mình. Bây giờ lại thành như vậy. Hú hú. Cùng ấu Y vẫn còn khóc. Được rồi, chuyện tình cảm vốn là như thế. Có đôi khi duyên phận hay trêu đùa người ta như vậy đấy. Thật ra nghĩ lại, nếu không phải có một số chuyện ngoài ý muốn, có lẽ tôi cũng không có cơ hội quen biết với cô đúng không? Tiểu hì ngoan, đừng khóc. Khóc mặt lem lúc rất xấu. Cô xinh đẹp tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Lâm Mục Dương do dự một lúc, vẫn vườn tay vỗ vai cô. Em biết, em cũng không muốn khóc, nhưng em không thể kìm được. Tại sao lại như vậy chứ? Không thể nào như vậy được. Cùng ấu hì như bởi vì quá đau lòng mà không biết nên nói gì nữa. Cô bỗng ngẩng đầu lên, đau lòng lướt nhìn Lâm mốc Dương rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Có lẽ lúc này không nhìn vào người đàn ông này nữa mới có thể không chế được cảm xúc đau lòng của mình cũng có lẽ là cùng ấu hy muốn trốn tránh theo bản năng trốn tránh chuyện làm mình đau lòng này nhưng cùng ấu hy vừa mới đứng dậy đã nhìn thấy la khởi đang tức giận đứng ở trước mặt mình chị khởi sao chị lại đến đây cùng ấu hy ngạc nhiên hỏi la khởi nhìn thoáng qua cùng ấu hy đang khóc nức nở ánh mắt đầy sự tức giận cô không chút giò dự tiến lên tát một cái vào mặt lông húc dương bốp tiếng tát lanh lảnh vang lên lông húc dương bị cái tát này làm cho ngơ ngác Cùng ấu hì cũng không ngờ là khởi không nói tiếng nào đã xông lên tát một cái chỉ biết ngơ ngác đứng sững ở đó cô làm gì thế khi lâm húc dương phản ứng lại thì có hơi tức giận hỏi cái tát này làm cho đầu anh rất đau anh cũng không muốn vì nguyên nhân này mà vào bệnh viện chị khởi sao chị lại đánh anh húc dương cùng ấu Hy cũng nhanh chóng khuyên can chị đánh anh ta đó cái tên khốn nạn nhà anh anh có phải đàn ông không hả còn khiến cho con gái khóc Tiểu Huy thích anh như thế, anh đối xử với em ấy như vậy có đáng mắt đàn ông không hả? Từ nhỏ đến lớn, gần như Tiểu Huy chưa bao giờ khóc, anh lại dám làm cho em ấy khóc. La khởi càng nói càng tức giận, tiến lên một bước, định ta thêm một cái nữa. Nhưng lần này, Lâm Múc Dương đã có chuẩn bị sẵn, lúc La khởi vươn tay ra thì bị anh mắt lấy. Cô đừng có quậy, tôi chọc Tiểu Huy tức giận, cô đánh tôi là do tôi đáng đời, nhưng cô có thể tìm hiểu tình hình trước rồi nói được không? Lâm Múc Dương không nhịn được giải thích. Không cần phải tìm hiểu Anh làm tiểu huy khóc thì phải đánh Tôi không giết anh đã coi như anh gặp may rồi Là khởi tức giận mắng Cái tay không bị Lâm Húc giường bắt lấy Lại đánh thẳng lên mặt Lâm Húc Dương Lâm Húc giường bị đánh Nghiêng mặt sang một bên Sau đó nhanh chóng bắt lấy cái tay khác của người phụ nữ này Chị khởi đừng đánh Chuyện này không liên quan đến anh ấy Cô đủ rồi đó Cô là phụ nữ tôi mới không tình toàn với cô Nếu cô là đàn ông tôi đã sớm đánh trả lại rồi Cùng Âu Hy và Lâm Húc Dương lên tiếng một trước một sau. Mẹ nó, anh còn dám đánh trả, anh thử đánh tôi đi, rác rưởi Là khởi nghiến rằng nghiến lợi, hai tay dùng sức dãy rụa. Có điều Lâm Húc Dương nắm rất chặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội nào cả. Nhưng mà đương nhiên, người phụ nữ này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hai tay bị tôm lấy, đôi chân mang giày cao gót, lại đá một phát lên bụng của Lâm Húc Dương. <laughs> Ôi, Lâm Húc Dương bị đau, ngã ngồi xuống ghế, La Khởi đang bị túm chặt cũng theo đà ngã đè xuống người anh. Hai tay La Khởi được buông ra, người phụ nữ này lập tức ngồi trên người Lâm Húc Dương, cào cấu lung tung, giống như một con mèo đang nổi điên. Người đang đè trên người anh là một phụ nữ, còn là một người phụ nữ có quan hệ không tệ với cùng ầu hy. Trong lòng Lâm Húc Dương rất bực bội, nhưng cũng ngại không dám đánh trả, chỉ có thể ra sức bảo vệ mặt mình. Chị Khởi, đủ rồi, chị còn đánh anh Húc Dương nữa, sau này em sẽ không bao giờ quan tâm đến chị nữa. Cùng ấu hi quát lên một tiếng, sau đó chạy lên, dùng cơ thể của mình chắn trước mặt Lâm Húc Dương. Lần này, một người phụ nữ ngồi trên eo anh, một người phụ nữ khác lại dùng nửa người trên đè lên mặt Lâm Húc Dương. Từ thế mập mờ, nhưng không khí lại chẳng có chút mập mờ nào. Lâm Húc Dương buồn bực muốn khóc, rốt cuộc anh đã chiều ai chọc ai cơ chứ. Thấy cùng ấu hi liều mạng bảo vệ Lâm Húc Dương là cởi sốt ruột, không nhịn được, mắng. Cùng ấu hi, em nhìn lại em xem, Em bị anh ta chọc khóc mà vẫn còn che chở cho anh ta nữa. Em tránh ra, chị nhất định phải cho tên khốn nạn này một bài học. Không tránh, chị không được đánh anh húc dương. Chị khởi, chị đứng dậy đi, chuyện này không liên quan đến chị. Cùng Âu Hy không những không tránh, còn có ý định đẩy La Khởi xuống. La Khởi vốn đang đè lên người lâm húc xương để chống đỡ cơ thể. Bị Cùng Âu Hy đẩy một cái thì lập tức ngã xuống. Cô nhanh chóng đứng lên, thở hồng hộc, chừng hai mắt nói. Tiểu Hy, em xem em bây giờ đi. Có ra thể thống gì không? Em cũng ngồi dậy ngay. Lâm Húc Dương, nếu như anh còn là một thằng đàn ông, thì đừng để cho phụ nữ phải che chở cho mình. Em không đứng dậy đó, trừ khi chị đồng ý không được đánh anh Húc Dương nữa. Cùng ẩu hy dùng cơ thể của mình đè lên mặt Lâm Húc Dương. Cô hoàn toàn không để ý đến ngực của cô đang đè lên đầu của người đàn ông này. Lâm Húc Dương bị đè lên mặt, đè tới mức hít thở cũng khó khăn. Anh muốn đẩy cùng ấu hy ra Nhưng lại sợ làm cô gái này bị thương Chia có thể dùng sức vỗ lên cái ghế sofa bên cạnh Được Chị không đánh anh ta nữa Em ngồi dậy ngay La khởi thật sự không thể nhìn tiếp được nữa Lùi về phía sau tức giận nói Cùng ấu hy do dự liếc nhìn la khởi một cái Rồi mới chậm rãi ngồi dậy Lúc này lâm mốc dương nhanh chóng bỏ dậy Vội vàng hít sâu mấy hơi Lần này thiếu chút nữa làm anh chết ngộp rồi Loại mập mờ này vốn phải là một loại hưởng thụ đối với đàn ông, nhưng thiếu chút nữa đã lấy cái mạng già của anh rồi. Anh húc dương, anh không sao chứ? Cùng ấu hi quan tâm hỏi. Khổ khổ, tôi không sao. Lâm húc dương nhìn thoáng qua cùng ấu hi, phần áo trước ngực người phụ nữ này như còn dính một chút nước bọt của anh. Cùng ấu hi nhìn theo ánh mắt của anh, lập tức đỏ mặt. Lúc này cô mới ý thức được, khi nãy cô nhào lên người Lâm húc dương, chính là đang lấy ngực của mình đè anh. tên khốn nạn, là khởi thấy thế thì nắm chặt nắm đấm lại nhìn như muốn chạy lên cho lâm hút dương một bài học cùng ấu hi phản ứng rất nhanh trực tiếp cản trước mặt lâm hút Dương tiểu Hy em tức chất chị rồi anh ta lợi dụng em đó cùng ấu Hy tràn phê trước là khởi cũng không thể tung nắm đấm ra được chỉ có thể đưa tay kéo cùng ấu hi lại chuyện này không trách anh ấy chị Khởi em biết chị muốn tốt cho em nhưng mà chị không nên đánh anh hút Dương cùng ấu hy nhìn la khởi năn nỉ la khởi đứng chống nạnh tức đến mức không ngừng thở hồn hèn lâm húc dương chỉ nhìn hai người phụ nữ không nói gì thật ra anh cũng không biết bây giờ nên nói gì cho phải nữa được chúng ta đi để tránh chị nhìn thấy anh ta lại muốn nhà vò đánh la khởi kéo cùng ấu hy định giờ đi nhưng mà kéo được hai bước cùng ấu hy dừng lại cô nhìn lâm húc dương anh ấy nói anh húc dương thật sự xin lỗi anh đừng giận chị khởi Chị ấy chỉ quan tâm tôi mà thôi. Anh cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ lại chuyện này được không? Tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Công Âu Hy nói xong thì không nỡ rời đi. liếc nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi đi về cùng La Khởi. Lâm Húc Dương nghe vậy thì cảm thấy hơi khó hiểu. Chuyện này còn có gì để suy nghĩ nữa ư? Không phải anh đã nói quá rõ ràng rồi sao? Anh thích Phương Thanh Di, cô gái này còn định suy nghĩ gì nữa? Còn muốn trả lời mình cái gì? Không hiểu sao, Lâm Húc Dương có hơi bực bội anh sờ lên mặt mình bị la khởi đánh hai cái đánh đau thật đó còn chưa nói đến việc lúc nãy người phụ nữ này còn leo lên người anh cao một trận tóc cũng bị cào dối tung lên trên trán còn có vết máu chỉ thiếu điều cào bung mứa băng vải trên đầu anh ra nữa thôi người phụ nữ đánh đá thế này sau này ai cưới phải thì người đó xui xẻo... lấm hút dương không nhịn được mắng một câu anh lấy điếu thuốc ra định hút một điếu để giảm bớt cảm giác bực bội trong lòng không biết vì sao quán cà phê đột nhiên mở một bài hát. Ta thân ở giang hồ, ung dung uống một bầu rượu đục, trong cơn say, giữa muôn cõi hoa, nhìn thấu nỗi yêu sầu, chớ ngao dù ngoài trốn giang hồ để gia nhân phải chờ đợi, giấc mộng chết, duyên tình có bao nhiêu đậm sâu. Bài hát này tên là Lý Nhân Sầu, lúc Lâm Húc rơi nhàm chán từng nghe qua, lúc nghe thì cảm thấy ý cảnh cũng không tệ lắm, nhưng mà mẹ nó, sao lúc này nghe bài hát này lại cảm thấy bối rối đến như thế? Anh ném điếu thuốc trong tay đi, đứng dậy ra khỏi quán. Lúc rời đi thì không nhịn được mắng. Bây giờ là lúc thích hợp mở bài này sao? Sao ai cũng không biết tìm hiểu rõ tình hình hiện tại vậy chứ? Lúc rời khỏi quán cà phê, cũng không còn sớm, Lâm Húc Dương bắt xe về nhà Phương Thanh Di. Mở cửa ra, Phương Thanh Di đã ở nhà rồi. Hình như biết rõ trên mặt mình có vết thương. Lúc Lâm Húc Dương vào nhà cố ý che giấu. Đáng tiếc, vẫn không tránh khỏi bị Phương Thanh Di phát hiện. Đã về rồi à? Ôi, cậu làm sao thế? Lại đánh nhau nữa sao? Đặng Hạo lại kêu người đến à? Thấy vết thương trên mặt Lâm Húc Dương, đôi mắt Phương Thành Di đầy giận dữ nói, "Không phải, không có liên quan đến Đặng Hạo. Tôi, tôi không cẩn thận bị té thôi." Lâm Húc Dương ấp úng giải thích. "Không cẩn thận bị té?" Phương Thành Di bước lên, nhìn Lâm Húc Dương, sau đó cười nhạt hỏi, "Tự té, còn có thể té ra dấu móng tay à? Cậu dẫn tôi đi xem té ở đâu?" mà có thể té ra thế này, cậu bị mèo cào mặt à? Đúng, là bị mèo cào, một con mèo nổ điên." Lâm Húc Dương tức giận đáp lại. "Rốt cuộc bị sao thế này?" Phương Thành Di cũng không có ý muốn nói giỡn với Lâm Húc Dương, giọng điệu nghiêm khắc hơn. "Tôi bị người ta đánh, một người phụ nữ." Lâm Húc Dương có hơi ngượng ngùng, dù sao bị phụ nữ đánh cũng không phải là chuyện hay ho gì. "Phụ nữ, ai chứ?" Không phải cậu bán khoai tây ở quảng trường âm nhạc cả, à? Sao lại có phụ nữ đánh cậu? Phương Thanh Di hơi khó hiểu. Lúc tôi gần bán khoai tây xong, cùng ấu hy tới, tôi định tâm sự với cô ấy một lúc. Ý của cậu là vết thương trên mặt cậu do Cung ấu hy đánh. Không thể nào, nhìn cô ấy giống một cô gái dịu dàng ít nói, không thể đánh ngờ được. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy, ép người ta đến như thế? Phương Thành Di tiếp lời. Không phải, cô nghe tôi nói xong đã, không phải do Cung ấu hy đánh, là bà chị họ la khởi của cô ấy. Tôi vào cùng ấu hy nói rõ chuyện của hai chồng tôi. Sau đó cùng ấu hy khóc. Không biết la khởi đến đấy từ lúc nào. Thấy cùng ấu hy khóc thì không nói tiếng nào chạy lên đánh tôi. Lớn Mục Dương giải thích. Sau đó cậu đánh nhau với cô ta. Phương Thành Di hỏi tiếp. Sao thế được? Có mình tôi bị thương thôi. Tôi cũng rất buồn bực. Nhưng còn có thể làm gì đây? Cho dù cô ta là con mẹ điên thì cũng là phụ nữ mà. Tôi chỉ có thể chịu đánh mà không được đánh trả. Cũng may cùng ấu hi giúp đỡ Nếu không tôi bị hủy dung luôn rồi Người phụ nữ kia xuống tay tàn nhẫn thật Mặt lâm húc dương vô cùng buồn rầu Cậu nói rõ với cùng ấu hi rồi Còn làm cho người ta khóc Vậy mà cô ấy vẫn còn che chở cậu sao Phương Thành Di hơi ngạc nhiên hỏi Tôi nghĩ tôi đã nói rõ rồi Chỉ là tôi không biết Rốt cuộc cô ấy nghĩ thế nào nữa Lúc đi còn nói là cho cô ấy thời gian suy nghĩ một chút sau đó sẽ trả lời cho tôi gì đó tôi thấy vẫn hơi khó hiểu Lâm Húc Dương thành thật trả lời. Xem ra chuyện giữa cậu và cô ấy vẫn chưa nói rõ ra rồi. Cậu nói với cô ấy thế nào? Nói lại cho tôi nghe xem. Phương Thành Di nhớ mày hỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.